Chúc quý vị một ngày thật thú vị và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Khi xem, quý vị nhớ cho like, chia sẻ. Đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận thông báo mà chúng tôi đang cập nhật tới tất cả quý vị. Và sau đây là phần tin chi tiết. Chanh ca Thanh Tuyền tự tử không thành và hành trình tìm cha cho các con. Thanh Tuyền luôn là thế, luôn hát để tìm niềm giao cảm với những ưu tư trở nặng. Cô hát như thế, ngày mai không còn hát được nữa. Người phụ nữ có một cuộc đời điển hình cho hai chữ định mệnh. Đã chia sẻ những câu chuyện tưởng khó tin nhưng thật sự của chính mình. Thanh Tuyền ví cô như rượu, một thứ rượu của chính mình. Lúc buồn nhất thì tự mình uống nó để mà say, nhưng càng uống lại càng tỉnh để nhận rõ một những uẩn khúc của cuộc đời mình. Ca sĩ hát nhạc buồn, ai cũng phải mang những nỗi niềm riêng, không phải là điều khó hiểu. Nhưng ở một mặt nào đó, âm nhạc giống như thuốc độc. Những lúc buồn đau nhất, người nghệ sĩ tự giết mình để mang lại yêu thương cho những người nghe nó. Thanh Tuyền là thế. Cả một cuộc đời ca hát trải qua nhiều thế hệ người nghe. Đã không còn ít lần cô hát bằng cảm giác đó. Còn hôm nay, khi bình tĩnh lại và những được mất, Thanh Tuyền hát như từ hóa giải cho cuộc đời của mình. Đã về Việt Nam nhiều lần sau 40 năm việt xứ. Lần trở về tháng 2 năm 1995 là ngày đi còn mẹ, ngày về thì không. Visa xin vội vàng trong 24 giờ. Về đến Việt Nam cũng không được gặp mẹ lần cuối. Người ta bảo, bôn ba hải ngoại mong một lần về là một niềm vui. Còn tôi về bằng một niềm cay đắng. Sau bao nhiêu năm đắng cay nơi đất khách quê người. Đắng cay ư? Ngỡ là khi sang Mỹ, cuộc đời của cô vốn rất phẳng lặng. Mở một tiệm tạp hóa, thi thoảng cô vẫn đi hát, rồi nuôi các con khôn lớn. Tôi vẫn ít chia sẻ khi qua Mỹ. Tôi tính quên hết tất cả những danh tiếng của mình đã có và không bao giờ đi hát nữa để lo cơm áo gạo tiền từ hai bàn tay đúng nghĩa đen. Khi đi, tôi đâu phải là đi tìm cái gọi là thiên đường. Điều đơn giản, tôi chỉ tìm cha cho mấy đứa nhỏ, vì con phải cần cha. Khi Sài Gòn thay đổi, đứa con đầu của tôi mới 6 tuổi, đứa con thứ hai 3 tuổi và đứa con thứ ba 1 tháng tuổi. Cha nó đã bỏ đi, từ khi đó để lại tôi với ba đứa con thơ như vậy. Suốt 3 năm không một lời han hỏi, không một tin tức rằng còn sống hay không. Cuộc sống tại Việt Nam lúc đó rất khó khăn, ốc cũng là tình trạng chung. Nhưng là một người phụ nữ, từ nhỏ đến lớn, sống chỉ biết sân khấu. Nay vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ. Tình cảnh đó thì không biết phải diễn tả cái nỗi khổ như thế nào. Khi sang Mỹ cô đã tìm được người đó, câu chuyện được viết tiếp là hạnh phúc hay khổ đau. Sự chờ đợi được đáp trả bằng tình yêu hay phụ vàng. Thực ra đây là những chuyện mà tôi muốn. Tôi đã từng tìm đến rượu để quên từ khi tôi còn ở Việt Nam. Sang đến nơi, nhờ hội chữ thập đỏ, tôi đã tìm được cha của mấy đứa nhỏ. Xưa nay chồng thì phải tìm vợ con, nhưng tôi thì vượt biên để tìm cha cho mấy đứa con. Ngày gặp lại là ngày kết thúc. Tôi không muốn sống với một người từ bỏ vợ con mà đi bằng mọi giá như vậy. Tôi chỉ thương người nào thương tôi, chứ tôi không bao giờ thương những người bỏ tôi, nhất là bỏ luôn các con của tôi. Tôi cũng không biết gọi sự kết thúc đó là khổ hay đau khổ, nhưng hạnh phúc thì đương nhiên là không. Và tình yêu cũng chẳng còn, sự phụ phàng thì không phải, vì còn gì nữa đâu mà phụ phàng nhau. Tôi làm công nhân cho một nhà máy in ở bản đồ Mỹ. Công việc chính là người ta vẽ các bản đồ, còn tôi đứng chạy máy. Từ xa xưa đến nay, tôi biết gì về việc đó, chỉ biết hát và hát, nhưng rồi lại phải làm việc của một lao công. Không ít ngày vừa làm vừa khóc, nhưng phải làm, đơn giản nặng nề, là sự tồn tại của tôi và các con. Tôi làm tất cả vì tương lai của các con. Năm 1982, cô đã đi hát trở lại. Xem lại những cuốn băng cũ, cô vừa hát vừa khóc. Cuộc đời là như vô, bôn ba chi xứ người khi mình còn đôi tay. Có lẽ ông trời sinh tôi ra là để tôi hát, nên tôi cũng chỉ làm công nhân được 2 năm thôi. 2 năm ấy, khi tiếng hát nhường chỗ cho đôi tay của tôi, mới hiểu hơn. Có đôi tay thì ở đâu cũng làm việc được, ở đâu cũng sống được, chẳng nơi đâu là thiên đường nếu bạn không làm việc, và chẳng có nơi nào là thiêng liêng bằng đất mẹ. Tôi sống vì nội tâm,
sự sống cuối cùng, suy cho cùng, thì cũng từ hai bàn tay nên tôi hiểu rõ hơn về cuộc đời, những sau ngày tháng lam lụng. Và ngược lại, tôi cảm ơn ông trời đã cho tôi một giọng hát. Tôi sinh ra trong một gia đình có 15 người con mà tôi là chị cả. Chính giọng hát đã giúp tôi lo lắng hết cho những đứa em. Giọng hát giúp tôi có danh tiếng, có tất cả những ý nghĩa của một quãng đời và ở đất Mỹ. Giọng hát lại một lần nữa giúp tôi sống được cân bằng, biết cho và nhận, hy sinh và thứ tha. Tôi cũng không biết nếu cứ làm bằng đôi tay cho đến giờ thì chẳng biết cuộc đời mình ra sao nữa. Tôi bắt đầu được biết đến từ năm 1964 và có tất cả mọi thứ cũng từ đó. Tôi không nghĩ gia đình là nặng gánh, bởi vì hồi đi hát, tôi kiếm rất nhiều tiền và đã lo lắng cho mọi người một cách hết trách nhiệm. Chẳng có gì làm tôi suy nghĩ có nặng hay không nặng. Chỉ tiếc rằng tôi đã học đến khi thi tú tài, rồi theo nghiệp cầm ca. Chắc là trời đã sắp đặt vậy rồi. Trở lại với chuyện cũ, khoảng thời gian năm 1975 đến 78, một mình cô và ba đứa con nhỏ. Không có người đàn ông bên cạnh, cô đã vượt qua mọi thứ như thế nào thưa cô? Tôi đi hát ở đoàn Kim Cương, cuộc sống cũng không lấy gì làm dư giả, nhưng tình trạng chung là vậy. Đêm về, ba đứa con nhỏ, người mẹ 25 tuổi tự nuốt nước mắt vào trong khi thấy căn nhà của mình tự nhiên có rộng rãi một cách đáng sợ. Sau đời chờ ngày càng vô vọng và sự cô đơn cứ lấp đầy. Nhiều lúc tôi tìm quên trong men rượu, nhưng càng uống lại càng cảm thấy đắng. Nổi tiếng và lại sống thiên vị tình cảm, không lẽ cô không mở lòng với một người đàn ông nào khác ư? Tìm kiếm thì không. Tuy nhiên, những lúc ấy, định mình đã sắp xếp cho tôi gặp được một người. Tôi và anh quen biết nhau qua một người bạn. Hồi đó, anh có nhiều xe đạp và thường mang xe qua nhà của tôi gửi. Rồi một lần đi nhậu, anh chở tôi về nhà. Vào thăm nhà, anh nhìn thấy tôi và ba đứa con nhỏ nheo nhóc. Anh đã đồng lòng và thương. Chúng tôi gần gũi nhau hơn như những người bạn. Anh hơn tôi gần 20 tuổi, đã có gia đình, con cái cũng lớn. Thế nên, những khi còn ở Việt Nam, chúng tôi là bạn bè của nhau, không có gì quá giới hạn. Cô đã từng tự tử là vì sao vậy cô? Thôi, chuyện quá khứ rồi. Chút bốc đồng nghệ sĩ và sự dại dột của bản thân. Sau này, nhìn lại tôi thấy sự hủy hoại mình là điều không chấp nhận được. Đã có những lúc tôi căng thẳng đến độ không muốn sống nữa, thà chết đi cho thanh thản còn hơn, nhất là khi sống với những điều vô vọng. Nhưng rồi ông trời cũng bù đắp những mất mát, và đến giờ tôi tin số phận luôn công bằng với tôi. Chú ấy là người chồng hiện nay của cô sao? Còn hơn như thế nữa, một người chồng, một người bạn, một người cha tốt của các con tôi, và như một người thầy trong cuộc sống của tôi. Cô nói lúc đó anh đã có gia đình, chắc hẳn cũng có nhiều rắc rối khi cô và chú thành vợ chồng của nhau. Ngược lại, mọi chuyện lại tốt đẹp, như là định mệnh đã sắp đặt vậy đấy. Anh giúp mẹ con tôi sang Mỹ. Trước đó, anh có nói với vợ con của anh là giúp mẹ con tôi qua Mỹ và vợ con anh cũng đi cùng. Nào ngờ ra giữa biển, ghe của vợ con anh bị lạc trong những ngày lênh đênh trên biển, họ sang Pháp. Tôi và anh qua Mỹ. Sang Pháp một thời gian, vợ của anh cũng có lương duyên mới khác, còn anh thì sang Mỹ với mẹ con tôi. Tình cảm chân thành đã đến, và chúng tôi đã có nhau trong cuộc đời từ ngày đó cho đến tận bây giờ. Thực ra càng sống, tôi càng thấy đau khổ lùi dần. Một giọng hát có thể mất trong tích tắc. Khi mình còn hát được, có nghĩa là trời còn thương mình. Thì hãy biết chia sẻ những thương đó với những người kém may mắn. Tôi làm từ thiện suốt gần 30 năm qua một cách âm thầm, với quan niệm khi mình có bát cơm đầy đủ, thức ăn, nên nghĩ đến những người vẫn đang ăn bát cơm chỉ với vài cọng rau muống. Biết đâu kiếp sau mình cũng khổ như họ, nên bây giờ hãy trả nợ cho kiếp sau bằng tấm lòng thành thật, thì mọi khổ đau sẽ được đẩy lùi thôi.